Và hôm nay thì em lại tiếp tục làm một video và giới thiệu đến tất cả mọi người một con Toyota Vios sản xuất vào năm 2009. Và đây là một con xe bản E, xe bản đủ, cũng như là con xe này thì nó còn khá là đẹp, cũng như được trang bị rất là nhiều đồ chơi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi lướt qua về phía bên ngoài của xe. Đây, con xe mang biển số 30, xe khu vực Hà Nội, và một con xe màu bạc 2009, xe tư nhân. Và bảo hành cho anh chị và các bạn đó là xe không có chạy dịch vụ taxi, khoan đục, cũng như là không đâm đụng tai nạn ngập nước gì. Đấy. Đây, anh chị và các bạn có thể nhìn toàn bộ về phần thiết kế trong ngoài nội thất của xe, cũng như là về phần thân vỏ. Đấy. Keo chỉ thì đảm bảo nguyên cho anh chị, đó là xe không mất phân keo chỉ nào, cũng như là táp ly táp lô còn nguyên, không hề bị khoan đục. Đấy. Vẫn hoàn toàn là nguyên bản. Dòng Toyota Vios này là một dòng xe mà khi lấy về tại salon thì rất ít phải động chạm sửa chữa. Anh chị và các bạn khi mà lấy những dòng xe này thì về chúng ta rất là yên tâm đi được cũng cung đường dài, hoặc là anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu mà chạy thêm dịch vụ ấy, thì cái dòng xe này nó rất là bền. Và cái điểm đặc biệt của con xe này mà em muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn thì con xe này nó trang bị rất là nhiều đồ chơi. Đấy. Camera là vòng quanh xe luôn. Đây, mặt vô lăng này, anh chị và các bạn nhìn 2009 và mặt vô lăng nhìn còn rất là đẹp. Củ số cũng vẫn còn nguyên bản. Đây. Đấy. Xe được trang bị màn hình DVD rồi nhá. Đấy, trang bị màn hình DVD này. Bên trên này thì nó được trang bị thêm cam hành trình. Đấy. Đây, về phần gương này, anh chị bạn nhìn này. Gương thì con xe này, về camera của nó thì thứ nhất là có cam lùi này, cam lùi ở phía sau xe. Và trên hai cái gương của nó thì đều lắp thêm camera vòng quanh xe luôn. Đây, gương bên này cũng có một cái camera. Đấy. Như sau thì được trang bị một cái nữa, cam lùi đây. Đấy, cam lùi này. Bên này như anh chị và các bạn nhìn thấy một cái màn hình nhỏ nhỏ nữa. Đấy, thì đó là đo áp suất lốp. Đấy, nó trang bị thêm cả cái gối này nữa. Như là chân của nó vẫn là chân nỉ này, vẫn còn lớp bọc túi bóng này. Đấy, 2009. Và đây là toàn bộ khoang máy của con Toyota Vios 2009 này. Đấy. Máy móc thì khi mà về tại salon thì em cũng cho đi dọn dẹp rồi. Với những con xe mà còn đẹp như thế này thì việc dọn dẹp nó cũng mất khá là ít thôi. Đấy. Máy móc thì vẫn gần như là nguyên bản, bảo hành cho anh chị và các bạn đó là không bị ra máy, cũng như là không hề bị đâm đụng ngập nước. Đấy. Máy móc thì còn khá là sáng và hoạt động rất tốt. Đây là keo chỉ nắp capo này. Đấy. Không hề bị mất một phân nào nhé. Đèn đóm cũng còn khá là sáng. Đấy. Tất cả mọi thứ tổng thành thì khi về tại salon thì em đã test. Đấy, và anh chị và các bạn lấy về là chỉ có đi thôi. Đấy, thì đấy là video mà em vừa quay và giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn con Toyota Vios sản xuất vào năm 2009, xe bản E số sàn, mang biển số 30, biển Hà Nội. Thì nếu mà anh chị và các bạn có nhu cầu về dòng xe này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ ngay đến số điện thoại em để trên màn hình để em có thể tư vấn cho tất cả mọi người.
alo số điện thoại để em có thể chỉ đường, chỉ nhà và đến trải nghiệm tất cả các dòng xe ở tại salon. Thì video của em xin phép là dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video.